có ăn nhiều rồi nhưng mà hôm nay là ăn ngay trực tiếp tại quê nhà luôn thì nó sẽ đầy đủ nguyên liệu với ngon hơn. Ừ, miền Tây nó nấm miền Tây luôn. Nấm rơm nè. Ủa cục này cục gì vậy trời? Rồi đây là mắm. Mắm chết chết ha. Rồi bồng bồn, năng, tầng ô, rau nhút. Trời ơi mấy cái rau này. Ở miền Tây là chị mới có ăn được mấy cái lẩu mắm chất lượng gì nè. Rồi cá, mực, bạch tuộc theo. Hôm nay cho mẹ chồng ăn nồi lẩu mắm bá cháy luôn. Hôm nay trước cây chân rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho mắm vô, mình nấu cho nó rã ra. Mình lượt lại. Trời ơi, thơm mùi mắm quá. Nghe mùi đó bụng nữa. Rồi bây giờ mình sẽ lượt mắm nha. Không được là chưa xong đó, khỏi ăn luôn đó. Lý do là mình làm nấu lẩu nên mình chế cho nó hết nước cốt luôn. Mình cần nước nhiều mà. Nghe nó mặn mà. Mình phải pha nước mình nấu chứ, lẩu mà. Cái này gọi là cái gì hết không? Bây giờ mình sẽ cho tỏi, sả, ớt vô. Không có ớt. Rồi tỏi sả vô thôi. Ớt chặt lắm chịu không nổi đâu. Lỗi nha bạn. Lỗi nha bạn. Đổ bao loại vô xào luôn. Còn nó thơm. Cho nước mắm của mình vô. Để mình lượt rồi đó, giờ mình cho vô hết luôn. Rồi, trời trái dừa dữ dội ta. Làm ba ấy trái dừa ba dao hết vậy nè. Dừa ba dao đó. Cho nước dừa vô. Y nguyên như cũ hả? Giống cái bình trà hồi xưa á ta. Cho thêm miếng nước vô nữa. Rồi. Lại lên. Mình cho bột ngọt mì chín vào. Bột ngọt kêu mì chín đó. Dừa. Dừa thôi nha. Có muỗng này. Thử cho nó đậm đà đó hả. Trời ơi ai làm cái mâm gao quá đời, đã đời vậy. Gao kìa. Có nấm gơm, bồn bồn, này kia kia nọ. Nhìn giống như mâm gao trong nhà hàng nha. Rồi tôm, cá, sắp. Trời ơi xuất sắc luôn á, thợ nấu thiệt chứ. Ôi cái nè nhìn ngon ha. Mình cho cái vô. Rồi mình cho nấm rơm vô. Vậy giờ ớt cho vô luôn. Ớt vô luôn. Cái cũng ngon ngon này đó. Nhiều quá ngon còn gì nữa hả. Rồi, mời mọi người ăn lẩu mắm cùng hai mẹ nha. Và dưỡng sáu. Rồi, bỏ rau vô đi mẹ. Bỏ bồn bồn xui ăn đi. Ở bên hàng đâu có bồn bồn. Hiếm. Là không có luôn. Lạnh quá nó không có. Xách tay qua rồi mà nó cũng đắt chứ. Bông súng. Có bông súng. Sắc có đi, chắc mì phụ tì gồ. Ăn thì ngon. Bông này đẹp nhìn dữ. Bông này đẹp nhìn đẹp dữ bà. Ăn cũng ngon đấy chị Xuân. Con xuống nhìn đẹp dữ. Cù nèo. Rồi tới cù nèo. Ăn bồn bồn với cù nèo luôn. Cù nèo, cù nèo cù móc. Cù móc. Tụi nó đi mua gươm chứ. Cái con này uống tới cả. Cái con này. Không phải đâu mẹ ơi. Frante. Gao nhúc. Nào nhúc móc móc. Móc và nhúc. Móc và nhúc. Rồi, đọc đọc, tên đọc đọc không à? Tầng ô. Tầng ô.
mồng tơ. Mồng tơ. Mồng tơ. Là cái mồng mà còn tơi nữa. Mồng tơ. Thì mồng tơi thiệt mà. Mồng tơi. Tao phải muồng tơi đâu. Phải không? Trời đó, đủ loại trần đó. Mày đi tư xích xưa. Cảm ơn. Đây là Úi Nà, xúc cá chỉ trung quốc để mày được ăn. Giống giống cái mắm. Chị coi à. Đó, giống bên Hàn Quốc đó. Bên Hàn Quốc hay ăn cái đó đó. Mâm làm cái đó là ăn nó thơm đó. Bên Hàn Quốc là có này không? Phổ biến dữ lắm luôn. Chỗ nào cũng bán, ăn món gì cũng ăn. Có chứ tuyệt vời. Rồi, hai mẹ. Cái món này lạ này chị xưa. Mời mọi người dùng với anh em mẹ, anh em hai mẹ. Anh em mình nha. Anh em mình nha lại. Mấy anh em. Mấy anh em. Mấy chị em chứ, mấy chị em lộn. Mấy anh em luôn rồi. Lộn, chị em. Chứ không phải anh nè, nó nói tiếng rồi nè. Bên này nó cười. Ý mà vô kìa. Ủa đi hấn chê đang gặp thì chích xíu. Mấy trước thì anh có tiên thì mới dựng cháu. Mấy có tiên thì mấy anh em. Ok. Ủa đi hấn chê đang gặp thì chích xíu mà đã sợ. Ý mà vô kìa. Mày cầm mắt hay sợ. Cái ấm mắt là út. What's the joke is that? Hướng chị. Mình ăn chân tiên nhiễm nước miếng chưa? Đau họng không ăn cái này được. Bao nhiêu tờ thi không? Dạ. Bạn đến đâu xuống mà nó xin. Ngon chưa? Hả? Ngon chưa? Ngon. Ăn vừa ha, nó mặn á, thì ăn vừa hết thôi đó. Cái này mình nấu cái dạng mình nhúng rau chứ không phải là vừa nhúng rau vừa ăn bún luôn. Cho nên là nó nước nó hơi cứng chút. Nếu mà lạp vậy nhúng rau nó ngon. Chứ là Việt Nam mình đã không cùng nấu trận. Mà khi nói ở bên Việt Nam mà nhà Hàn Quốc phát dữ dội. Cái thôi bài không? Không sao, để cho nó hát. Ê, từ đi được chứ. Muốn ra vừa ăn ngon à? Ngon. Chín gạo đây. Mắm không có gạo đâu con mà. Gạo mắm đậm. Mà 요리를 잘하네. 한국에서 엄마들이 대단한 그 식당을 차려. 나 영사 nấu ăn ngon quá à. Đưa bên Hàn Quốc với mẹ tôi mở quán Việt Nam đi. Ông dưỡng sáu nấu ăn hợp mà. Nấu cũng được, ăn cũng được mà. Trang trí giỏi nè. Hả? Dạ. Hàn Quốc. Ủa Hàn Quốc kìa. Ủa Hàn Quốc mà mở quán bán kìa. Có dịp nào cũng đi gặp. Chờ có dịp. Vì này xin nha. Khi rồi mình đi. 엄마가 아서 안 있으려 한 건 모르겠다. 아, 여기 유령 chết 왜 안 먹다 한 얘기냐? 근데 여기 재미있어요. 한국에 안 갈까요? 먹는 랍 한 번 해줘. 내 이제 왜 안 넘네, 이거. 그. Cái màu u ha. Nấm gì đó mới ngon đấy, nó còn ấy. Chưa đổ gì. Hàn Quốc này nó mới kết thúc thời gian thì sẽ có thời gian là sẽ không được cái đấy mà cũng. Nước thì tạm nước thôi.
vô nước. Chỉ mà lì à? Nước cũng vô. Vô. Ôi xin lỗi. Ngon chưa chưa? Ăn nóng nóng à, uống nước đá lạnh vô nó ngon. Yemo부한테 물어봐라. 한국에서 해 뭐가 먹고 싶은 거 내가 사서 해줄게. 안 되겠다. 맨날 얻어먹어. Ờ, bữa nay mẹ cho bà nội ăn. Ờ, mẹ nữa đây. Mẹ à, Dương ra đây dịch tiếng hả Dương ơi? Ông Dương Úc sao không mẹ phi? Ông Dương Úc bữa nay bị đau bụng rồi. À quên, nãy Dương Úc nấu mà quên nói với mọi người là tại vì Dương Úc bữa nay bị đau bụng nên là không có ăn mắm. Nên là nấu xong rồi chạy về nhà nằm rồi. Tới giờ ăn mà còn bị đau bụng nữa. Đâu không dám ngồi đây ăn mắm mà đâu có dám ngồi đây được. Em người ngồi người ngồi mà người ăn đâu có chịu nói. Thở lánh mà. Lánh vô khác. Ừ, chú cơ. Này nó bùng bồng nhúng ở đây nó ngon. Nó ngon. Nó mềm nó ngon ngon hết đó. Mẹ chồng con nói dùng sống ăn gì của Hàn Quốc. Nói đi mẹ chồng con nấu đãi lại cho. Mà cũng biết có người để nấu. Hồi đó thì con món Hàn Quốc có biết đâu vậy ăn. Có biết tên nào nói. Không biết tên. Ý mô vô là Hàn Quốc uống sức trà mỗi lần giờ. Không biết tên. Mỗi lần ạ. Kinh ăn thế xe à, xin cho mẹ. Cứ ăn đi mẹ, đừng khách sáo. Mình làm khách đi. Là khách thiệt mà. Khách thiệt mà. Cái nó sao mà chị mình nè. Mẹ đi lấy cái bông súng ăn nó giòn giòn. Cũng bông gỏi là ngon hết. Giờ chấm vô đây ăn liền được, làm bỏ vô làm mình ăn liền luôn. Khỏi còn đợi chín. Cái nó buồm mà. Ăn sống nó giòn hơn. Giòn không? Dầu này là mình ăn sống được hết nè. Dầu nào ăn sống được, cụ này ăn sống cũng được luôn. Xô nè. Gấp cá hả? Cá. Cá này chưa xô. Gấp cho dĩa hả? Ừ. Hả? Chỗ của mình, chỗ của mình. Thôi gấp bao gấp. Gấp miếng bự cho anh luôn đi. Cô kia ấm chút phụ trưởng này cơ nè. Ngon. Mẹ tiên mẹ. Ngọt hả? Mẹ con nói thịt ngon. Cá ngọt. Mềm. Thịt mềm ngon. Con này uống hả? Con này uống đúng không? Con này cái gì vậy mẹ? Ừ cái này là phải uống đó con. Bỏ đi, đừng bỏ đi. Mẹ có này cái gì vậy? Bỏ của mẹ, bỏ bỏ đi. Cô mẹ làm gì vậy? Cô mẹ có này làm gì vậy? Mày vô. Ngon quá. Sao vậy Tư? Ngon không?
Nhất ăn rôm. Có này, có này, ăn rôm. Rôm thì dễ không? Ngon. Tươi. Nóng mới ngon chứ. Rơi vô khoảng lặng làm rù rù hơi, giật cái nồi giật cái chảo luôn trời. Ai không nói lên lời ngon quá. Nói rù 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 hết chập 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 hồi giật quá thì giật luôn. Nấu mắm mà lâu nấu lần ăn ngon. Cái 들어간 야채가 참 맛있네요. Chạy. Thôi người chảy mà hôi dữ rồi đi ngay. Sức mà. Không nên ta. Thôi, hơi dài rồi. Chứ ăn đến là kéo ống sức rồi ta. Ăn món này phải đổ mồ hôi rồi. Đổ mắm mùm bây giờ miền Tây gần 40 độ. Không có vậy đấy. Sức mồ hôi. Rồi. Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video ăn lẩu mắm thịt ngon chảy mồ hôi của mẹ Tiên nha. Đăng ký chương like và comment ủng hộ đi kênh. Xin TV và trang Facebook của mẹ Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn các bạn.